tự quyền, đây là bài quyền sơ cấp thứ nhì, gồm 10 thế chiến lược được ghép lại để thành bài quyền. Đó là một trong những phương pháp mà Vô Việt Nam ghép bài quyền để cho các em dễ nhớ và dễ sử dụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.